xem là những người chiến thắng họ sẽ nói gì. Kế bên mình nghi là Jensen, người đi đường giữa của Team Liquid, đội vừa mới có được chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. Xin chào bạn, đầu tiên xin chúc mừng bạn cũng như Team Liquid đã có được chiến thắng, và bạn cảm thấy như thế nào sau trận đấu vừa rồi? So first of all, congratulations on your win, and how do you feel? I feel pretty good. I was a bit nervous going into the first match since I thought our games last week weren't super good, so I'm just happy that we were able to play pretty cleanly this time around. Chúng tôi rất vui vì đã thắng trận đấu đầu tiên và chúng tôi đã đánh hết sức, đến đúng với thực lực của mình. Vâng, và trong MSI năm nay chúng ta có rất nhiều ngôi sao đường giữa như là Faker, Caps, Rookie. Vậy thì bạn mong chờ cuộc đối đầu với ngôi sao nào nhất? So in this year MSI, there are a lot of good millionaires like Faker, Caps, Rookie. So who are you most excited to fight against? Well, I made a tweet a long time ago that I was gonna clap Faker, so I think this time around I'm gonna have to do it. Sau rất nhiều suy nghĩ thì tôi đã quyết định là tôi sẽ qua bắt tay Faker khi mà thắng anh ấy trong trận đấu đối đầu với SKT. Vâng, và các bạn, vừa rồi thì Caps cũng đã thành công hái nhẹ Faker. Vậy thì bạn có nghĩ rằng mình cũng sẽ được hái nhẹ Faker trong trận đấu sắp tới không? So Caps did really well against Faker, so do you think you would do the well the same? I don't know. I felt like G2 as a team just played a lot better than SKT. I didn't really think Faker made any big mistakes, but I mean, I hope we are able to produce the same results as G2. Thú thật thì tôi thấy là G2 là đội tốt hơn SKT. Vâng, Faker trong trận đấu đó cũng không quá mắc quá nhiều sai lầm, cho nên là tôi nghĩ là Faker vẫn là một người đi đường giữa rất tốt, cho nên tôi vẫn phải cố gắng rất nhiều khi đối đầu với anh ta. Vâng, và chúng ta trở lại với trận đấu vừa rồi thì Akali của bạn đã có một lựa chọn ngọc và tôi cảm thấy rất là thú vị, đó là sách phép. Bạn có thể chia sẻ về lựa chọn của mình được không? So you have a very interesting pick of choosing books spell for Akali. So what is the rationale behind that? The matchup against Aseer is pretty hard, and I think Akali is really good with a lot of summoner spells. So if it's like a fast-paced game, so you can change summoners a lot, it makes a lot of sense if you want to run the TP as well. Thì trong cuộc đối đầu với Aseer thì nó rất là khó, và vị tướng Akali thích hợp rất là nhiều với phép bổ trợ khác nhau, cho nên là tôi đã chọn sách phép để có thể đổi dịch chuyển bất kỳ lúc nào tôi muốn. Trong trận đấu vừa rồi thì Flashwolf đã có một lựa chọn đội hình đánh chậm và thăng tiến sức mạnh dần dần về cuối game. Vậy thì bạn có nghĩ đó là một thế mạnh của đội bạn trong game đấu này không? So Flashwolf actually pick a very slow composition but strong in the end of the game. So is it your advantage of they picking it up? I think we as a team play really well if it's just a slow game and we can go to late game or just play macro as a team. So when I saw the team comp, I was pretty happy and I thought that, you know, if we just play our style, we should beat them. Thực ra thì đội của tôi đánh rất là tốt với các giao tranh tổng cũng như là về cuối trận, cho nên là chúng tôi cũng không hề lo lắng về đội hình của Flashwolf. Vâng, và trước khi đến với Việt Nam thì bạn có chia sẻ trên tweet của bạn đó là đây là lần đầu tiên bạn đến với Việt Nam và nhất định là bạn sẽ thử phở. Vậy thì bạn đã thử chưa? So you did share on your Twitter saying that this is your first time to Vietnam and you want to try pho. So did you have the chance? Yeah, I think the pho here in Vietnam is amazing and I could eat this every day. Thì pho ở Việt Nam rất là ngon và tôi có thể ăn pho cả ngày. Vâng, và các bạn khán giả ở Hà Nội, nếu như Jensen có không biết ăn pho ở đâu thì các bạn cũng biết đường chỉ rồi đó. Hãy hỏi fan của chúng tôi nếu bạn không biết ăn pho ở đâu ha. So if you don't know where to eat pho, good pho in Hanoi, ask the fans. Vâng, cảm ơn bạn đã tham dự phần phỏng vấn của chúng tôi và một lần nữa xin chúc mừng đội của bạn đã có được chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. So thank you so much for joining our interview and good luck on your upcoming match. Thank you. Xin cảm ơn Dũng và xin cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi. Bây giờ xin mời các bạn chờ đợi trong giây phút để chúng ta đến với trận đấu tiếp theo.